Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Võ Thuật được phát sóng hàng tuần trên truyền hình An Viên. Thưa quý vị, Võ Kinh Văn An là một môn phái đã ra đời vào những năm 30 của thế kỷ trước ở Huế. Võ Kinh mang phong cách cung đình, khác với sự dân dã của Võ Lâm và là một trong những nét tinh hoa văn hóa của người Việt đã vượt qua bao thăng trầm của thời gian. Ngày nay, Kinh Văn An không chỉ dừng lại ở nơi khai sinh ra nó là cố đô Huế. Hình bóng của môn võ này giờ trở nên phổ biến khắp dải đất hình chữ S, đặc biệt là miền Trung. Không chỉ là những giai thoại về võ tướng dũng mãnh địch vạn người, Võ Kinh còn được biết đến trong lịch sử qua những nhân vật có thật gắn với kinh đô Phú Xuân Huế. Từ thời vua Minh Mạng trở đi, Võ Kinh được sử dụng nhiều trong việc thi đấu, tuyển chọn quân đội cũng như các võ quan. Vào đời vua Tự Đức, Võ Kinh ngày một hưng thịnh với sự xuất hiện của nhiều cao thủ cấm vệ quân. Trong đó, ông Tổ Trương Ngọc Giai là đội trưởng đội cẩm y vệ, trực tiếp bảo vệ vua Tự Đức và dạy võ cho các hoàng thân. Với gốc gác của phái là ở cung đình, kinh đô nên rất chú trọng hình thức. Ngoài việc võ thuật gắn với kinh thơ, quyền cước đi kèm với tự, thì Võ Kinh chú trọng ở sự uyển chuyển phù hợp với các quý tộc. Võ Kinh ở đây là kinh đô, kinh thư và kinh từ. Thì sư phụ mình có nói rằng là trong võ là bộ đi theo từ, có nghĩa là các cái động tác võ ấy, nó cũng như nó đi theo các cái con chữ. Đấy. Thì sau ông Tổ Trương Ngọc Giai này là có hai ông cố, là và trong đó có một ông là ông Diều Bút. Trong lịch sử của môn phái có ghi lại thì ông Diều Bút là vừa làm thư ký vừa làm bảo vệ cho cụ Phan Bội Châu. Để sau đến đời sau thì đại võ sư Trương Thắng ấy, nêu cao cái tôn chỉ của môn phái đó là người Việt học võ Việt, do đó ông mới lập ra một môn phái tên gọi cũng rất là bình thường, đó là Vạn An. Võ phái Võ Kinh Vạn An đòi hỏi khá khắt khe khi luyện tập. Trước hết phải luyện tập nhãn quan, nhất chỉ nhãn pháp công để có đôi mắt tinh tường. Tiếp đến là các thế tấn vững như bàn thạch. Kế đến là thủ pháp với hơn 40 bộ của đòn tay dùng để chưởng, đỡ, gạt, đấm. Rồi đến cước pháp với những đòn đá uy lực, thân pháp dùng để di chuyển né tránh đòn. Thứ nữa là quyền pháp, binh pháp và đối kháng tự do. Với những đệ tử thông thường, tập đến đây là đủ. Còn những bậc cao thủ phải học thêm khí công và công phu của môn phái. Những bài võ đặc trưng của môn phái Võ Kinh Vạn An như cầu hồn cước, linh miêu tẩy diện hay lôi phong phiến từng là sở đắc của các cao thủ triều đình khi xưa, vẫn được môn phái bảo tồn và truyền dạy cho các môn sinh. Quyền cước binh khí thì có thập bát ban đầy đủ. Đó, thì có 108 bài quyền tay không và binh khí rất là phong phú. Đánh một số bài quyền, ví dụ như là bài quyền binh khí thì có bài thiệt phiến. Thiệt phiến tức là quạt sắt đấy. Ngày xưa thì mình thấy là các cái vương tôn công tử họ đi đâu họ hay cầm cái quạt ở trên tay. Nhìn thì rất là nhẹ nhàng nhưng mà khi phát ra thì những cái động tác thì cực kỳ uy lực. Lôi phong tức là tiếng nổ, tức là quạt đánh ra, nhưng mà cả anh thấy học trò đánh cũng phát ra những tiếng nổ rất là uy lực. Thì cái này nó phải có những cái đặc trưng riêng mới đánh được, chứ không phải người nào cầm lĩnh cũng đánh được đâu. Và đánh nó phát ra những cái tiếng nổ đó là phải dùng cái nội lực bên trong và kết hợp những cái kỹ năng tập luyện lâu ngày. Võ phái Võ Kinh Vạn An có thừa sự hung hiểm trong các chiêu thức, từng động tác nhanh, mạnh, dứt khoát, có thể nhanh chóng hạ gục đối thủ. Bởi đây là võ phái gắn liền với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xưa kia, các anh hùng hào kiệt của võ phái tham gia khởi nghĩa, chống lại sự áp bức bóc lột của đế quốc thực dân. Qua năm tháng, dù vẫn giữ lại các nét đặc sắc, nhưng hệ thống chiêu thức của võ phái Võ Kinh Vạn An đã có nhiều sự biến đổi. Bây giờ thì do cùng xã hội phát triển thì võ thuật không thể là mình dài đài ra thì không thể là đưa những cái nét sát thủ vào trong chương trình tập luyện được. Đấy, mà phải phù hợp với điều kiện của xã hội, hoàn cảnh của cuộc sống thì mình cũng nêu cao tinh thần biểu diễn. Đó. Tất nhiên vẫn giữ lại những cái nét đặc sắc của môn phái dành cho những cái đệ tử xuất sắc. Đấy, để mình lưu truyền lại những cái nét đặc trưng. Ít ai biết rằng, dù có nhiều chiêu thức thực dụng, nhưng phái Võ Vạn An xưa kia cũng có nhiều liên hệ với Phật Pháp. Điều này cũng dễ hiểu bởi khởi nguồn của môn phái là Kinh Thành Huế, nơi có nền Phật giáo phát triển.
Chính vì thế mà ngoài võ kinh Vạn An còn có thiếu lâm Vạn An. Tuy tách ra làm hai nhưng về võ đạo không có gì khác biệt. Từ các là võ sư trước của môn phái đã giáo huấn thế hệ sau, điều thiện nhất quát phải làm, điều ác nhất quát loại bỏ, giúp người thấy cô. Vì lẽ đó, quy môn của võ kinh Vạn An đặt nền chữ đức lên hàng đầu, và đây cũng không nằm ngoài cái sâu xa nhưng dung dị của đạo Phật. Dù là dòng võ kinh cao quý, nhưng người tập võ kinh Vạn An lại không mang nặng cái tôi đến mức cao ngạo. Họ luôn sẵn sàng học hỏi để nâng cao kiến thức của mình. Ấy cũng là cái đẹp chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc. Võ kinh Vạn An là một môn võ có nội hàm rất là sâu sắc. Đặc biệt đây là môn võ trong kinh thành. Và hồi xưa thì các vị quan võ trong kinh thành ở thời Nguyễn đều cái biết đến Phật giáo. Cho nên những cái triết lý trong Phật giáo cũng đưa vào trong cái các chiêu thức võ cũng như là về ngũ hành ở trong đó. Cho nên khi cái người tập võ với nhau chắc chắn sẽ bắt gặp những cái tư tưởng tương đồng, giống như là tư tưởng bi trị dụng của trong đạo Phật. Và cái võ kinh Vạn An thì thầy cũng được biết đến lúc thầy còn ở Huế, còn làm sinh viên. Thì hôm nay có cái duyên gặp mà thầy võ sư Vũ thì thầy rất là vui. Và thầy võ kinh Vạn An là sẽ có những cái điểm tốt mà cái người tập võ nên tập cho biết. Võ kinh Vạn An thì em đã trở nên khác hơn, đó là võ kinh Vạn An đã mang lại sức khỏe cho em và mang lại sự tự tin và gặp được nhiều người ở ngoài đời sống, cũng như là thầy đã dạy đạo đức lối sống cho em ở ra ngoài xã hội. Đến nay, võ phái võ kinh Vạn An không chỉ dừng lại trong phạm vi Huế mà còn lan rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Chỉ riêng tại tỉnh Quảng Bình đã có hơn 1.500 võ sinh ở trên hai địa bàn huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh theo học võ kinh Vạn An. Hàng năm, võ kinh Vạn An tại Quảng Bình tổ chức thi đấu giao lưu và tổ chức một số giải thi đấu nội bộ, và cũng tự hào khi giành được nhiều huy chương ở các giải cấp tỉnh cũng như toàn quốc. Môn võ này không chỉ giúp các em trau dồi sức khỏe, bản lĩnh mà còn hướng thiện để các em có một tương lai tươi sáng hơn. Tạm chia tay môn phái võ kinh Vạn An, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một môn phái võ thuật cổ truyền khác cũng rất nổi tiếng ở các tỉnh thành phía Bắc, đó chính là Văn Trang Võ Đạo. Được hình thành trên vùng đất Văn Quán Trang xưa, nay được gọi là phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Văn Trang Võ Đạo dưới sự dẫn dắt đầy tâm huyết của võ sư Nguyễn Văn Hải là một trong những nơi khởi nguồn tình yêu võ thuật cổ truyền của rất nhiều thế hệ võ sinh. Một mùa xuân nữa lại đến, đã thành thông lệ. Dịp này, các thế hệ môn sinh của Văn Trang Võ Đạo cùng hội tụ về võ đường môn phái. Trước là để tưởng nhớ về các bậc tiền nhân đã có công khẩn khoang lập ấp đánh giặc giữ làng, xây dựng nên vùng đất Văn Quán Trang xưa, đồng thời là nền móng của môn phái Văn Trang Võ Đạo ngày nay. Sau đó, thầy và trò cùng chúc nhau sức khỏe, bình an, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn, cùng tập luyện khai xuân. Nhằm tri ân đến các bậc tiền bối, các bậc võ sư trước kia đã xây dựng khẩn hoang đất đai, thế thì xây dựng nên làng Văn Quán Trang. Thế thì họ nhà tôi là họ Nguyễn, thì cũng là một trong hai họ lớn của Văn Quán Trang, họ Nguyễn và họ Vũ. Thế thì nhằm tri ân các bậc tiền bối họ Nguyễn và họ Vũ, thì tôi thì trước kia là ông nội tôi cũng là từng là một võ sư cũng dạy cho bà con nhân dân ở địa phương. Thế thì sau này cũng nhờ cái gen đó và cái sự yêu quý, yêu thích cái môn võ cổ truyền, thì tôi cũng đã nhằm tri ân cái việc đó, thì tôi cũng đã xây dựng nên một cái hệ thống tập luyện của võ cổ truyền lấy tên là Văn Trang Võ Đạo. Khai môn lập phái Huyền Võ Đạo, hội tụ nhân tài luyện công phu, hào khí ngàn năm nền võ quán, thiếu trung vạn của nét Văn Trang. Những vần thơ ngắn gọn, xúc tích nhưng là kim chỉ nan trong hoạt động của Văn Trang Võ Đạo từ khi được võ sư Nguyễn Văn Hải sáng lập năm 1999 cho tới ngày nay. Với mục tiêu truyền dạy căn bản võ học cho các môn sinh,
võ sư Nguyễn Văn Hải đã không ngừng đào sâu nghiên cứu để cho ra những giáo trình, giáo án tập luyện phù hợp với số đông môn sinh. Em thì tham gia tập luyện từ năm 2011, thì đến nay là cũng đã được 11 năm rồi ạ. Thì trong suốt quá trình tập luyện thì ngoài sức khỏe ra thì võ thuật thì còn mang lại cho em nhiều điều khác, ví dụ như là về ý chí tinh thần, thì võ thuật sẽ giúp mình rèn luyện về ý chí kiên cường, không bỏ cuộc và sẵn sàng chịu gian khổ để mình vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là với những cái mục tiêu trong cuộc sống mình đặt ra, những cái ước mơ của mình. Thì trên con hành trình mà đi đến ước mơ thì luôn luôn có những gian khổ. Thì nhờ có võ thuật và nhờ sự rèn luyện thì giúp cho cái ý chí của mình được kiên cường hơn, mình bản lĩnh hơn và mình dám đặt những mục tiêu lớn hơn để mình có thể vươn tới những tầm cao hơn. Tôi vẫn cứ duy trì, vẫn cứ động viên các em là cố gắng, muốn làm gì thì làm, vẫn phải tập luyện, vẫn phải tham gia dù ít dù nhiều. Đấy, vẫn phải dành thời gian ra. Đấy, vì sức khỏe là không thể mua được, chỉ có bằng cái sự tập luyện của mình. Đấy, chính vì cái lẽ đó thì hàng năm thì các em là sinh nhật môn phái, đấy, rồi thì sinh nhật thầy, rồi các cái hoạt động khác thì các em đều ra thăm và thầy trò cũng nhau tập. Đấy, và hàng tuần, hàng tháng thì các em vẫn tham gia ra chủ nhật hàng tuần, hàng tháng thì các huấn luyện viên và các trợ lý, các trợ giáo thì các em vẫn cứ ra ngoài thầy để tập luyện, bổ sung thêm kiến thức. Các môn sinh đến với văn trang võ đạo sau khi học các kiến thức căn bản về võ học sẽ tiếp tục được truyền dạy các bài quyền thuật, binh khí theo sở thích, giúp họ phát huy được tối đa khả năng của mình. 23 mùa xuân qua, hàng ngàn võ sinh tìm đến môn phái Tầm Sư học đạo, học võ đã được võ sư Nguyễn Văn Hải thông nhận và nhiệt tình chỉ dạy. Nhiều môn sinh có năng khiếu gặp khó khăn còn được ông hỗ trợ ăn ở tập luyện miễn phí suốt nhiều năm liền. Môn phái văn trang võ đạo thì mang lại cho về bến võ cổ truyền và cho tất cả các anh em thì về một cái tình cảm thầy trò, về môn phái rất nhiều kỷ niệm và anh em đều gắn kết và hòa đồng và rất tôn sư trọng đạo và thầy rất là cởi mở, thầy rất là giúp đỡ các học trò. Một số các học trò mà khó khăn hoặc là có vấn đề gì thì là thầy toàn tâm sự và thầy hướng dẫn các em và để cho các em làm sao có một đường đi đứng đắn nhất. Văn trang võ đạo có thế mạnh ở các bài quyền, binh khí, đối luyện và đối kháng. Ngoài ra, với hệ thống kỹ thuật kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, giúp các môn sinh của võ phái sau một thời gian tập luyện có thể tham gia thi đấu không chỉ ở võ cổ truyền mà ở cả các môn võ quốc tế. Nhiều môn sinh của văn trang võ đạo đến nay đã đạt được những thành tích cao tại các giải đấu võ thuật trong nước và quốc tế. Khi đạt được thành tựu và trưởng thành, có người thì nối nghiệp thầy mở võ đường riêng để truyền dạy những tinh hoa của văn trang võ đạo cho các thế hệ học trò trên cả nước, hoặc công tác trong ngành thể dục thể thao tại địa phương, cùng góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh của võ thuật cổ truyền dân tộc. Trong 23 năm hoạt động, văn trang võ đạo đã có sự lớn mạnh vượt bậc với hàng chục võ đường không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngoài ra, môn phái còn là nguồn cung cấp vận động viên cho các đội tuyển võ thuật của ngành thể dục thể thao Hà Tây trước đây hay Hà Nội hiện nay. Đây có thể coi là một niềm tự hào và ghi nhận đối với sự phát triển của văn trang võ đạo trong suốt nhiều năm qua. Trải qua rất là nhiều năm, thì vì rất là nhiều em cũng đã trưởng thành từ môn phái, tức là từ 6-7 tuổi đấy, cho đến bây giờ thành những vận động viên vô địch SEA Games hay là thế giới. Đấy, thì cái đó thì nó lại cũng còn nhờ một công của một số các thầy khác. Thế nhưng mà tôi cũng đã từng qua tay tôi huấn luyện. Đấy, rồi các em cũng đã từng là vận động viên là thi đấu vô địch quốc gia, nhất nhì vàng bạc đồng quốc gia, rồi giải khu vực phía Bắc hay là giải Hà Nội mở rộng hay là giải Hà Nội, thì môn phái cũng đã đạt được nhất toàn đoàn để nhì toàn đoàn. Đấy, về cái môn đối kháng thì môn phái cũng là một trong 3-4 môn phái của mạnh của Hà Nội. Hàng chục huy chương vàng, bạc, đồng cùng nhiều bằng khen đạt được tại các giải võ thuật trong nước và quốc tế là một minh chứng rõ nét cho tâm huyết, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của võ sư Nguyễn Văn Hải cùng các thế hệ môn sinh văn trang võ đạo. Nhưng trên tất cả những thành tích ấy, vị võ sư luôn tự hào
khi ông đã truyền được cảm hứng và tình yêu võ thuật cổ truyền tới nhiều thế hệ học trò. Qua đó, lưu truyền tinh hoa võ cổ truyền của vùng đất Văn Quán Trang và góp phần vào sự phát triển chung của nền võ học nước nhà. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với câu lạc bộ võ thuật Quyền Vương tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Trải qua 7 năm hình thành và phát triển, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các bạn trẻ yêu thích và đam mê với môn quyền Anh. Đến với câu lạc bộ, bên cạnh việc rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe, các võ sinh còn được giáo dục về đạo lý, nhân cách, từ đó giúp các em thêm tự tin, ý chí và mạnh mẽ hơn khi bước ra cuộc sống. Hàng ngày vào mỗi buổi chiều, câu lạc bộ võ thuật Quyền Vương tại thành phố Thái Bình lại trở nên sôi động và náo nhiệt bởi không khí tập luyện hăng say của các bạn võ sinh. Huấn luyện viên Đào Duy Tùng, người đã có công gây dựng và phát triển câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập vào năm 2015, luôn theo sát các bạn nhỏ trong hành trình suốt 7 năm qua. Những ngày đầu thành lập thì với những bộ môn này thì thường là còn mới mẻ và tiếp cận với lại phong trào cũng như giới trẻ nó còn khó, nhưng mà được cái may mắn là những năm gần đây những cái môn này rất là phát triển và hầu như là tiếp cận được các bạn trẻ rất tốt và các bạn trẻ rất là yêu thích tập luyện những cái môn như này. Những ngày đầu thành lập là rất nhiều những khó khăn, từ việc thiếu thốn cơ sở vật chất, phương tiện, dụng cụ tập luyện tới rào cản tâm lý gia đình cũng như áp lực học văn hóa dẫn tới việc thu hút môn sinh không được thuận lợi. Nhưng với sự kiên trì, nhiệt huyết của huấn luyện viên Đào Duy Tùng cùng sự hỗ trợ tích cực từ nhiều phía đã giúp các em học sinh hiểu được ý nghĩa thiết thực của võ thuật. Câu lạc bộ võ thuật Quyền Vương tại thành phố Thái Bình đã từng bước đi vào ổn định với số lượng khoảng trên 100 võ sinh gồm cả nam và nữ tham gia tập luyện thường xuyên. Năm 2018, thầy qua giải cúp kích quốc sinh, vô địch cúp kích quốc sinh, thầy được đạt nhìn nhận và tuyển chọn em ạ. Lý do em đến với môn võ này bởi vì môn võ đem lại cho em một sức khỏe, một sự tự tin, quyết đoán trong tập luyện và cuộc sống. Điều thiết yếu nhất của một người tập võ chúng ta sẽ phải có ví như là bộ giáp, đôi găng để bảo vệ tay, bộ giáp để bảo vệ đôi chân cũng như là cơ thể của chúng ta, cũng như là mũ để bảo vệ phần đầu. Thế là với những điều kiện còn khó khăn ở đây thì thầy trò cũng cố gắng sắm sửa, không được nhiều thì cũng được ít để tối ưu nhất để đảm bảo an toàn cho các vận động viên khi mà tập luyện cũng như là các lớp phong trào khi mà tập luyện với nhau để tránh tối đa những cái chấn thương có thể. Cũng chính từ câu lạc bộ võ thuật Quyền Vương đã giúp phát hiện và đào tạo ra võ sĩ tài năng Bùi Trường Giang. Đây là vận động viên xuất sắc của đội tuyển quốc gia, đã giành rất nhiều những thành tích đáng tự hào ở các giải đấu quốc tế. Chính võ sĩ quê Thái Bình đã giành tấm huy chương vàng ở SEA Games 2019 và hai tấm huy chương bạc tại Asian Games các năm 2014 và 2018. Với một xã hội tiếp xúc với Internet nhiều như này thì mình nên lựa chọn cho mình một môn thể thao giúp mình giải tỏa căng thẳng, giảm bớt thời gian tiếp xúc với Internet. Với bộ môn võ này thì em thần tượng anh Bùi Trường Giang. Câu lạc bộ Quyền Vương này thì nơi ươm mầm những mầm non tương lai và cũng là nơi tìm kiếm được rất nhiều bạn trẻ có tố chất, có kỹ thuật cũng như là chúng ta có thể nói là những viên ngọc mà bị vùi chôn một chỗ thì các bạn có thể được tìm kiếm tại đây qua những cái lớp phong trào. Thì khi các bạn có tố chất như vậy, bọn em sẽ đôn đốc và đưa các bạn vào đội tuyển của tỉnh để tập luyện và thi đấu những cái giải của quốc gia. Những võ sinh theo tập luyện ở câu lạc bộ võ thuật Quyền Vương, ngoài việc được rèn luyện thể chất, sức khỏe, sự tự tin, các em còn được học về kỹ năng sống để trở thành những công dân tốt cho xã hội. Kích bốc sinh mang lại cho em rất nhiều sức khỏe và giao lưu kết nối với bạn bè và mọi người. Trong mỗi buổi tập, thầy thường truyền đạt cho em về sự quyết tâm kiên trì theo đuổi võ thuật. Nếu mà có sự quyết tâm và kiên trì thì sẽ mang lại vinh quang cho tỉnh. Đầu tiên khi đến với câu lạc bộ này thì thầy dạy em đạo đức, ra đường phải yên tĩnh, không bắt nạt kẻ yếu và phải giúp đỡ người khác.
Từ số lượng võ sinh đông đảo tăng lên qua từng năm, giúp huấn luyện viên Đào Duy Tùng lựa chọn ra những nhân tố nổi bật để từ đó bồi dưỡng cũng như đào tạo cho các em trở thành những vận động viên xuất sắc, đại diện cho tỉnh Thái Bình đi tham dự các giải đấu quốc gia. Chính các vận động viên này sẽ là tấm gương để các bạn trong câu lạc bộ noi theo và có thêm động lực phấn đấu trong từng buổi tập. Cũng may mắn là ở thành phố Thái Bình này thì phong trào tập luyện võ thuật ở 8 huyện thị cũng như là các xã phường ở đây phát triển rất tốt. Thì thông qua các anh em cũng làm các câu lạc bộ như thế này thì có thể là đôn đốc và tuyển chọn những nhân sự tốt hơn để đưa trực tiếp vào đây. Và một năm thì bọn em sẽ có 2 lần tuyển quân. Qua những lần tuyển quân đây bọn em sẽ chất lọc được những vận động viên tốt cũng như là thể lực tốt để đưa vào đội tuyển của tỉnh. Trải qua hơn 7 năm với biết bao khó khăn và thử thách, câu lạc bộ võ thuật Quyền Vương đã tạo được một dấu ấn riêng trong phong trào võ thuật ở tỉnh Thái Bình. Huấn luyện viên Đào Duy Tùng với tâm huyết của mình đang cố gắng từng ngày để cùng các võ sinh mở rộng và phát triển hơn nữa câu lạc bộ, qua đó tạo cơ hội cho các bạn trẻ của Thái Bình được học và rèn luyện võ thuật, giúp các em trở thành những công dân tốt, góp phần dựng xây quê hương, đất nước. Trong tiểu mục hướng dẫn võ tự vệ của chương trình này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ võ sư Nguyễn Quang Dũng để xem vị võ sư của môn phái Việt Nam Hồng Quyền Đạo hướng dẫn các phương thức phòng vệ khi bị đối phương túm cổ áo từ phía sau lưng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tiểu mục hướng dẫn võ tự vệ của truyền hình An Viên. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay đó là võ sư Nguyễn Quang Dũng, người hiện đang là trưởng môn Việt Nam Hồng Quyền Đạo và là Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ Cổ truyền Hà Nội. Ngày hôm nay thì võ sư Nguyễn Quang Dũng sẽ giúp chúng ta đi tìm lời giải trong những tình huống bị đối phương túm cổ áo từ phía sau gáy và khống chế. Vâng, thưa võ sư ạ, với những tình huống đối phương túm cổ chúng ta từ phía sau như thế này ạ, thì rất mong là võ sư có thể giúp tôi cũng như là quý vị khán giả đi tìm phương pháp hóa giải cái tình huống kể trên cũng như là làm sao để có thể giữ an toàn được cho bản thân mình ạ. Và nhiều khi chúng ta cũng gặp phải những tình huống bất ngờ như vậy. Thế thì trước tiên là chúng ta phải bình tĩnh để biết được cái khoảng cách của người đang hành xử với mình như thế là ở cự ly nào. Tại vì xa khác, gần khác và sát người nó lại khác. Thế đây là trong cái tình huống là người ta gọi là gần thì cái tầm đòn của mình ra nó phải hợp lý. Thế thì bước đầu tiên là bao giờ mình cũng phải chặn cái tay khống chế của người ta. Và đương nhiên đồng thời lúc bấy giờ là mình, bởi vì khi người ta đã tóm cái cổ áo mình như thế này thì tức là người ta hở sườn. Thì đồng thời cái động tác đấy là mình vừa lia tay chặn tay của họ và mình chém vào sườn để đánh động họ, bắt buộc họ phải có một cái cảm giác đòn. Họ thoát lại một cái thì mình có thể đập cái quai chồi đấy lên sống mũi của họ vào đánh đúng cái chỗ phần mà nó nhạy cảm nhất. Đấy, khi mà đánh cái động tác đấy xong thì mình có thể chém, quay người lại mình chém lên cái cổ của họ, bắt buộc họ phải lùi ra, nếu không họ sẽ bị dính đòn và lúc bấy giờ nó sẽ là họ mất cả khả năng chiến đấu. Đồng thời mình đánh cái xuyên tâm trưởng này để đẩy bật họ ra xa. Vâng, theo như những gì mà võ sư vừa chia sẻ thì áp dụng vào tình huống cụ thể ạ, thì chúng ta sẽ có 2 tình huống cơ bản như thế này. Đầu tiên là đứng xa và có thể túm cổ áo như thế này ạ. Và thứ hai là đứng gần như thế này. Thì với tình huống đứng xa là như thế nào ạ? Thì đầu tiên là mình sẽ xoay người mình chém như thế này vào sườn họ. Đấy, thì khi mình chặn cái tay này, đồng thời cái tay này mình chém vào phần sườn này là phần rất yếu, là phần gan. Thế thì họ sẽ bắt buộc họ sẽ phải giật mình, họ lùi lại. Thì mình chèn cái tay này, mình đập cái này lên sống mũi của họ. Và cái chỗ mắt là cái chỗ mà tạo ra cái điểm yếu. Đồng thời mình bắt cái tay này chém lên cái phần yết hầu của họ. Đồng thời mình đánh cái này xuyên tâm trưởng này để họ đẩy họ bật ra ngoài và mình thoát. Đối phương có thể áp sát chúng ta như này và ghi tay phía sau với không để hở mạng sườn này thì chúng ta sẽ hóa giải như thế nào ạ? Thì cái tình huống đầu tiên là họ đã sát với mình thì mình lại phải tì sát với họ, là mình cũng lại tì luôn thẳng vào người họ như này. Đồng thời mình giật cái cùi chỏ này. Đấy, giật cái cùi chỏ này để họ tạo ra khoảng cách, cái thì mình có thể đánh vào bộ hạ như đập cái này lên. Đấy, thì đấy là những cái tạo ra những cái mình phải biết được cái khoảng cách nào, mình nên sử dụng đòn thế nào để cho nó hiệu quả nhất và hợp lý nhất.
Vâng, theo những gì mà võ sư Nguyễn Quang Dũng vừa mới chia sẻ thì khoảng cách chính là giải pháp tối ưu nhất cho cái tình huống bị đối phương túm quần áo từ phía sau vừa rồi. Đến đây thì thời lượng của tạp chí Võ Thuật ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và cảm ơn sự đồng hành của võ sư Nguyễn Quang Dũng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại! Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Võ Thuật tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!